Ngày 22 tháng 4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin cho rằng người câu cá đã bắt được một con cá sấu ở Hồ Linh Đàm, đoạn qua Phổ Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước thông tin trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho hay vào tối 20 tháng 4, đơn vị chức năng nhận được thông tin về việc có người bắt được cá sấu. Qua kiểm tra, vị này cho hay vị trí bắt được con cá này là tại một hồ câu dịch vụ đoạn giáp danh với huyện Thanh Trì, không phải Hồ Linh Đàm như thông tin đang lan truyền. Con cá nặng khoảng 4-5 kg, được một người bắt được khi nó nổi lên mặt nước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt nói. Đồng thời ông cho hay qua xác minh, nguồn gốc con cá sấu trên không phải do người dân khu vực này nuôi hay thả xuống mà từ nơi khác bỏ tới. Chính quyền sở tại cũng xác định ở phường Hoàng Liệt hiện không có cơ sở chăn nuôi hay trang trại có cá sấu. Vị lãnh đạo phường thông tin thêm rằng chúng tôi sẽ xác minh thêm nguồn gốc con cá này để tránh việc tương tự xảy ra.